Rồi. Là cái màn hình bự đúng không mọi người? Dạ đúng rồi thầy. Ok. Rồi, bắt đầu nha mọi người, 8 giờ rồi. Thì hôm trước á, mình học cái Spare Wire Alignment. Hôm nay thì mình học cái bài Multiple Sequence Alignment. Rồi xong bởi mọi người, do tôi bị trễ hết một buổi á, bởi vì một lát tụi mình ráng nán lại thêm một tí xíu ha. Tôi sẽ dạy cái phần cái bài này, xong rồi có mấy bạn sẽ dạy cái bài tiếp theo, rồi xong sau đó tôi sẽ dạy bù lại ha. Nếu mà anh chị em nào bận á, thì mình không cần phải học đâu, tụi tôi dù sao tụi tôi cũng record lại bỏ lên YouTube ha. Nếu mà ngồi lại thì tốt, nhưng mà không có ép buộc nha mọi người ha. Đó. Rồi thì hôm nay mình sẽ học cái multiple sequence alignment, thì tôi cũng ôn lại một tí xíu với mọi người. Bữa trước á, là mình nhớ là mình làm cái spare wire. Spare wire có nghĩa là một cặp thôi đúng không, cái trình tự của mình, query của mình bỏ vào đó, mà mình không biết chức năng của trình tự đó là gì, hoặc là mình biết rồi mình chỉ muốn confirm lại đó, muốn khẳng định lại là cái trình tự của mình đó nó phải là cho cái gen, nó mã hóa cho cái gen, hay là nó có gần giống như vậy, cái chức năng gần giống như cái mà trình tự nào đó mà người ta đã giải và người ta đã khẳng định bằng wet lab rồi ha. Thì nhớ nha mọi người, cái này nó giống như là cái ý nghĩa của nó vậy. Mình nhớ cốt lõi thì mình biết cách sử dụng cái tool đó thôi ha. Thì người ta có sẵn cái cơ sở dữ liệu và bây giờ rất là lớn rồi đó, thì mình search cái trong chỏng, thay vì mình search, thường mình search Google á là người ta search bằng keyword, thì cái này cái keyword của mình chính là cái trình tự của mình ha. Tìm kiếm ở trong cái cơ sở dữ liệu trình tự coi xem là cái trình tự mình giống với cái trình tự nào đó, và cái mức độ giống như thế nào gọi là giống đúng không, để mình có thể suy luận lấy cái chức năng của cái trình tự đã biết để gán cho cái chức năng của cái trình tự của mình chưa có biết. Thì ở đây nhớ cái luật ha, tôi cứ nói đi nói lại cái gì đó để cho mọi người nhớ đó. Rồi xong, bây giờ bữa nay mình học nhiều trình tự, lúc trước mình chỉ làm 2 trình tự thôi đúng không, bây giờ mình có nhiều trình tự thì mình sẽ thực hiện cái việc sắp chống cột như thế nào. À, mọi người nhìn thấy đây nè, là có nhiều trình tự chứ không phải chỉ có 2 thôi đó. Thì cái việc mà làm như vậy á, để mà làm được cái này thì trước nhất mình phải làm một trước cái đã đúng không. 2 tuần vừa rồi là ở 2 bài vừa trước á, thì là mình tìm cái trình tự của mình coi nó giống như trình tự nào, xong sau đó mình collect thành một cái danh sách những cái trình tự đó. Ví dụ như giờ mình tìm được 10 cái trình tự nó gần giống với mấy trình tự của mình đó, mà bây giờ mình muốn làm cái việc sắp giống cột nó luôn đúng không, trong một cái file hiện ra giống như vậy á, thì mình sẽ làm như thế nào. Và cái việc mà làm cái multiple sequence alignment này có nghĩa là mình sắp giống cột nhiều trình tự này nè, thì để làm cái gì? Thứ nhất là mình xây dựng cái cây phân loại ha, để làm chi, để mình có thể biết được là thí dụ như có một cái trình tự mình nói về cái chuyện COVID của mình đó, thì người ta biết được cái trình tự của cái con A này đúng không, là nó đến từ Vũ Hán hay là nó đến từ cái chỗ nào đó. Xong rồi bây giờ mình giải trình tự mới của mình vào, mình collect những trình tự đó, mình xem thử coi cái trình tự của mình giống với cái trình tự nào nhất, thì lúc đó mình có thể kết luận được cái nguồn gốc của nó đến từ đâu được không mọi người ha. Đó, cái đó là cái mà mình dễ thấy nhất mà người ta tranh cãi rất là nhiều đó, thử coi coi là nguồn gốc của một cái con virus đó nó có chủng beta, gamma, rồi epsilon gì đó đúng không, delta gì đó, ví dụ vậy đó, thì nó bị đột biến, nó sẽ có những cái biến thể như thế nào đó, thì cái đó là cái mà mình dễ thấy nhất. Rồi xong rồi mình có những cái chẳng hạn như ở người của mình đó, thì mình tìm mình thực hiện sắp giống cột, rồi xong xuôi mình tìm những biến thể đúng không. Đó, coi coi thí dụ như là trong cái chủng tộc hay là một trong cái dân số đó nào đó thì có những cái biến thể nào đặc trưng cho cái quần thể ở người đó đúng không, thì mình tìm những cái biến thể nè đó.
Rồi thí dụ như ở trong điều trị thuốc ung thư á, ví dụ như tôi có đột biến ở RAK1, RAK2 rồi, đúng không? Tôi biết được đột biến chỗ nào rồi thì tôi thiết kế cái thuốc đó để tác tác động trúng cái đích đó. Ha, đó thì người ta làm thiết kế thuốc. Hoặc là mình làm về cái mình so sánh, đúng không? Giữa hai ba loài gì với nhau. Đó bữa trước mình cũng làm cái genome alignment rồi, đúng không? Ví dụ như mình có một trình tự rất là dài ở vi khuẩn, nó cỡ ví dụ E. coli nó cỡ là 5 triệu nucleotide, đó là 5 megabase đó. Đó thì mình có thể thực hiện sắm dấu cột với lại mỗi con nào đó, có thể là nó là nấm, nó có thể là nó một cái loại vi khuẩn khác, hay là kể kể cả ở người, thì mình cũng có một số cái trình tự giống giống với cái trình tự của nó, a mã hóa cho một số cái gene đó của mình. Hoặc là mình có thể tìm được những cái gene mà nó duplicate lên, đúng không? Đó mọi người cũng biết là thí dụ như giờ mình có gene A duplicate lên đó, nó có hai cái gene hoặc là ba cái gene giống vậy, hoặc là tạo thành cái gene giả, đúng không? Mình phải alignment mới thấy được chứ, phải không? Chứ đâu có bằng cách nào đâu, bởi vì là cái việc mà làm cái multiple sequence alignment này giúp ích cho mình rất nhiều thứ trong nghiên cứu ha. Ví dụ như mình làm structure cũng vậy đó, thì cái trước khi ra đời cái alpha alpha phone đó, đó thì người ta cũng sử dụng cái alignment này từ cái trình tự nó giống nhau, đúng không? Sử dụng cái multiple sequence alignment để tìm những vùng giống nhau, thì người ta sẽ dự đoán được cái cấu trúc của nó cũng giống nhau để người ta làm modeling cái protein đó ha. Thì thực chất là cái alpha form version nào thì nó cũng sử dụng cái dữ liệu của multiple sequence alignment này hết, nhưng mà nó không phải là một cái thông tin duy nhất để mình predict, người ta incorporate vào nhiều cái thông tin khác nhau ha, để cho cái việc dự đoán tốt hơn đó. Rồi thì đây có nhiều ứng dụng lắm mọi người ha. Thì cái bài hôm nay của mình sẽ là multiple sequence alignment là gì, thì tôi cũng mới vừa show cho mọi người coi cái hình đó rồi xong xuôi rồi tại sao mình cần phải làm multiple sequence alignment ha. Rồi cái đặc điểm tiến hóa như thế nào, làm sao mình có thể tạo ra cái multiple sequence alignment. Rồi đôi khi á, mình alignment xong rồi, mình làm tự động hóa xong rồi, nhưng mà có một số chỗ mình chưa có hài lòng thì mình có thể edit nó ra sao đó. Rồi đôi khi mình muốn trình bày trong bài báo của mình á, đó thì mình cần có những cái tool để nó visualize lên, nó trực quan hóa cái dữ liệu mà mình sắp giống cột này nè đó, thì có những cái tool để mình làm những chuyện đó ha. Rồi tôi đi vào trong bài thứ nhất là cái multiple sequence alignment là gì, thì mọi người cũng biết đúng không, lúc trước thì mình học BLAST, dù nó là cái BLAST thường hay là nó cái PSI BLAST thì nó cũng alignment chỉ có hai trình tự thôi ha. Xong rồi bây giờ á, cái khác biệt cái thứ hai nữa là ở đây có nhiều trình tự, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ở đây mình alignment nó end to end, đúng không? Có nghĩa nó căng ra hai cái trình tự hoặc là ba cái trình tự hoặc là bốn cái trình tự hoặc là năm cái trình tự gì đó, nó căng ra làm sao đó cho nó đều hai bên. Dĩ nhiên không có đều hoàn hảo đâu mọi người, nhưng cái mục tiêu của người ta là làm cho cái trình tự của mình đảm bảo đó là nó căng ra nhiều nhất có thể đó. Thì cái này á mọi người, do nó căng ra như vậy bởi vậy nó có cái gap, mọi người nhớ ha, nó có cái gap đó, để cho những cái trình tự đó nó sắp giống cột với nhau là nhiều nhất có thể, giống nhau nhiều nhất có thể ha. Ở đây tôi thí dụ như là một cái multiple sequence alignment đó, cái trình tự đôi khi mọi người thấy là ở chỗ này nè nó có cái insert vào nè, đúng không? Nó có cái gap nó insert vào đó, hoặc là chỗ này cũng giống vậy hoặc chỗ này cũng giống vậy đó. Rồi đây mọi người thấy là tự nhiên đây nó có cái gap nhiều, mặc dù là cái trình tự đây nó dài hơn nhưng mà nó không có lấy từ M này lấy, mà nó phải căng ra để làm sao cho cái sự sắp giống cột của nó là nhiều nhất có thể ha. Rồi bây giờ tại sao mình làm cái multiple sequence alignment này làm gì, đúng không? Hồi nãy mình cũng có nói rồi, tôi sẽ đi vào một số cái cụ thể đó. Thứ nhất là mình có thể tìm được cái vùng mà nó bảo tồn, cái vùng mô típ. Tại vì sao? Mình đã học cái bài PSI Plus rồi, đúng không? Thì cái PSI Plus là nó làm, nó tìm, thứ nhất là nó tập hợp lại những cái trình tự giống như cái trình tự mà mình đưa vào, cái query của mình đưa vào đó là nhiều nhất. Nhưng mà trong đó thì cái kết quả nó trả về thì lúc nào những cái trình tự mà giống nhiều quá nó để lên trên màu đỏ, rồi tới màu hồng, rồi tới màu tím, rồi tới màu đen, đúng không? Đó. Xong sau đó nó sẽ thực hiện cái multiple sequence alignment sắp giống cột để nó tìm lại những cái vị trí nào mà bắt buộc nó phải giống nhau hết đó.
thì cái những cái gì mà nó giống nhau hết thì người ta gọi nó là cái conservation này, đúng không? Nó phải bảo tồn. Thì những cái vùng bảo tồn đó thường nó sẽ là cái mô típ nè, cái binding site nè, những cái chỗ mà nó có hoạt tính cho cái protein cho hay là cái enzyme đó. Tại vì mình mã hóa protein thì protein chính là cái enzyme, đúng không? Đó, có khi nó là một cái transcription factor nữa, binding site nữa, có khi là nó tạo thành cái protein hoặc là một cái gì đó nó có chức năng nhiều khác nhau ha. Đó rồi mình xây dựng cái cây phân loại ha, rồi mình tìm coi là mình đoán đó, coi có những cái khả năng nào mà tại sao những cái vùng đó phải được giữ loại lại, tại sao những cái mô típ mới nó được sinh ra, đúng không? Đó mình đoán coi là chọn lọc tự nhiên đó, tại vì có những cái nó sinh ra và nó tồn tại lên được, có những con ví dụ như từ ở dưới nước mà nó lên bờ, đúng không? Đó thì nó phải sinh ra cái trình tự gì đó đó, những con ở trên bờ thì nó mới có, còn những con dưới nước nó không có, đúng không? Ví dụ như lên bờ rồi thì bắt đầu là mình thở như thế nào, đúng không? Da của mình ra sao, cái gì đó nó sẽ tiến hóa theo cái hướng khác, cái gì đó lúc đó mình sẽ tìm được đó những cái trình tự, những cái mô típ, đúng không? Đó nó chọn lọc theo cái hướng tự nhiên như vậy. Mà dĩ nhiên là hỏng thì không, ta đang ở dưới nước sướng vậy lên bờ làm gì, tại lúc đó khô quá không có nước đó, bởi vì cái này là paucity selection đó mọi người. Cái lúc đó tự nhiên có mấy trăm năm gì đó khô không có nước ở cái dòng sông đó hay ở cái biển đó, giống vậy thì mình phải lên bờ, đúng không? Đó thì mình phải có những cái tiến hóa để mình có thể tồn tại được, thì lúc đó mình sẽ đoán được đó. Thì xong xuôi mình phải làm wet lab để mình validate đây là cái sự đoán của mình có đúng không, đúng không? Mình knock down, knock in đó vậy đó, mình thay đổi sử dụng kỹ thuật CRISPR Cas9, mình biến đổi trình tự đó, mình cắt nó ra đó, mình deletion đó, thử coi coi là mình còn có những cái đặc tính đó hay không, nó vậy đó. Nhưng mà ở trong đây làm cái multiple sequence ra mình để mình đoán được đó, tự nhiên có mấy con trên bờ thì nó có thêm mấy cái mô típ đó, còn mấy con dưới nước nó không có, ví dụ vậy ha. Đó rồi thì ở đây là một cái mô típ mà tôi cho ví dụ đi cho mọi người thấy là tôi làm alignment, đúng không? Đó cái BBS này đó, một cái cái box 30 nucleotide alignment, thì mọi người thấy được là có một số chỗ thì nó nhất quyết nó phải có, nhưng mà GA như nè, nó hầu như là chữ G là xuất hiện nhiều đó, ở đây chữ A nó có thể là AC cái gì đó, nó cái mô típ của nó hồng đỏ lên nè, đó là nó bảo tồn chỗ này, hoặc là ở bên đây nó cũng vậy đó ha. Thì mình sẽ xây dựng được cái logo ha, đó mình xây dựng được cái logo của mình ha, như là cái chỗ nào mà có nhiều cái độ bảo tồn nó càng cao, đúng không? Maximum ở đây ví dụ là bằng 2 bit là maximum đó, thì mình sẽ thấy được là cái vị trí số 13 này nè, đó là G này, nó là nhất định phải là G đó, hầu như là 95% nó phải là G đó thì nó mới được, còn nếu không nó là mất chức năng hay là nó bị sao đó ha. Đó thì người ta xác định cái mô típ này hồi xưa thì bằng multiple sequence alignment thôi đó, xong sau này thì người ta phải làm wet lab và đây lại đó. Ví dụ như cái sử dụng đây chắc là mọi người mốt sẽ học thêm về cái chip-seq đó, thì khi mà mình có trình tự là mình bỏ vào cái meme này nè đó, để mình có thể làm được rất nhiều để mình dự đoán được mấy cái mô típ của nó. Ở đây tôi thí dụ như là tụi tôi sử dụng kỹ thuật gọi chip-seq cho mọi người, NGS cho chậm. Ở đây thí dụ trình tự cái genome của mình, đúng không? Thì á, cái genome của mình là DNA, thì nó có một số cái protein mà nó hay bám vào trong cái DNA của mình đó, chẳng hạn như là mấy cái polymerase nè, rồi mấy cái transcription factor nè. Nếu mà ai học sinh học rồi sẽ biết là những cái protein đó nó có khả năng bám vào, thì người ta gọi nó là những cái transcription factor đó, thì nó bám vào trong cái genome của mình. Bây giờ thường mình sẽ đặt câu hỏi là nó bám chỗ nào, đúng không? Đó nó bám chỗ nào đó, thì ở trong cái kỹ thuật sinh học phân tử á, epigenetic của tụi tôi thì có gọi là cái kỹ thuật chip-seq đó, thì tụi tôi sẽ giải trình tự những cái chỗ mà nó bám á đó. Còn kỹ thuật làm sao bám được, mốt mọi người sẽ được học nếu mà tôi có mở cái lớp epigenetic à. Thì cái trình tự rồi thì nó bám vào chỗ này, màu màu cam này nó bám chỗ này, nó phải bám có một chỗ mọi người, nó bám nhiều chỗ trên genome của mình, đúng không? Đó nhưng mà cái đặc tính của transcription factor là nó phải có cái mô típ mà nó nhận diện được nó mới bám vào được, nó giống như chìa khóa ổ khóa vậy mọi người đó. Cái trình tự mà nó bám vào nó phải có cái vùng, ví dụ như chỗ này nó là AC TT C đi, ví dụ vậy đó,
nó phải có thì nó bám vào được đó, chứ không phải ngẫu nhiên mà nó bám vào đâu. Dĩ nhiên nó không phải là nó chặt chẽ đến mức là nó phải giống nhau hoàn toàn, nó có thể khác nhau vài nu đó thì người ta mới gọi nó mô típ mà, đúng không? Đó thì sau khi mà tụi tôi giải ra được là tụi tôi sẽ bắt được những cái đoạn gen mà có cái transcription factor nó bám vào, ví dụ như màu cam chỗ này, màu cam chỗ này, màu cam chỗ này, tụi tôi giải ra rồi thì tụi tôi thực hiện cái FASTA file multiple sequence alignment đó ha, rồi xong rồi tụi tôi sắp chấm cột, rồi tụi tôi tìm những cái mô típ của nó để tìm ra cái chỗ mà cái DNA ở cái protein hay là cái transcription factor đó nó bám lên trên cái genome của mình. Nó bám để làm gì? Để nó kêu gọi polymerase tới, đúng không? Để thực hiện cái quá trình phiên mã, hoặc là nó tạo cái bộ làm cái DNA replicate á mọi người. Đó thì ở trên DNA nó regulate bởi những cái transcription factor đó mọi người. Đó à, mình biết được cái mô típ của nó à. Rồi một cái ví dụ khác về cái ứng dụng, về cái xây dựng cái phylogenetic tree thì mọi người cũng nhớ đúng không, mình làm trải qua 2 năm COVID thì đó người ta cũng giải trình tự xong xuôi rồi, người ta cũng xây dựng cây dựa trên cái trình tự ha. Rồi và bây giờ mình nói tới những cái đặc tính đó, cái character. Character ở đây đặc tính thì có thể là trình tự, có thể là kiểu hình ha, không phải nhất thiết là cái đặc tính của mình nghiên cứu á lúc nào nó cũng là cái trình tự DNA không, mà nó còn là cái hình thái nữa ha. Đó mà trong cái trình tự mình cũng có rất nhiều cái trình tự, không phải là mình chỉ lấy có 200 nu hoặc là 400 nu của cái vùng 16F V3 V4 ví dụ như vậy đó, không phải đúng không? Đó đôi khi người ta lấy cả cái genome luôn để người ta xây dựng cái cây phân loại đó, không phải chỉ có một vùng nhỏ không ha. Đó rồi những cái đặc tính này nè mọi người, đó nếu mà nó càng giống nhau thì cái tiến hóa của nó càng có liên quan với nhau nhiều. Đó là mình dựa trên cái assumption giống vậy ha, cái giả thuyết giống vậy, không phải lúc nào cũng đúng hết, nhưng mà giờ mình đâu có cái cách nào kiểm chứng này đâu, đúng không? Mình đâu có sống mấy ngàn năm trước hay là cả triệu năm trước đâu, bởi vậy mình đưa ra cái giả thuyết là những cái đặc tính nó càng giống nhau đúng không thì tụi nó có liên quan với nhau càng nhiều. Đó thì thí dụ như ở đây mọi người nhìn thấy là những cái con là ví dụ như ở đây là có cái do đúng không, rồi bắt đầu là thở bằng phổi ví dụ như vậy đúng không, đó rồi vừa có cái móng vuốt sừng đổ này kia đúng không, đó rồi bắt đầu có lông đó vậy đó, cứ cứ theo thời gian nó cứ đi lên vậy, những cái đặc tính về hình thái á, đó nó sẽ thay đổi ha. Đó rồi xong rồi giờ mình có những cái nó không có liên quan đúng giống như mình nói đó vậy đó. Ví dụ như mọi người thấy đây là cái sự thay đổi là cái mình expecting đúng không, giữa hai cái con thằn lằn với lại con ếch con cóc ví dụ như vậy, thì thay đổi bên đây là có hay không có lông cái gì đó, thì cái đó là mình thấy là đúng với cái giả thuyết của mình là nó càng có những cái đặc tính giống nhau thì nó càng gần nhau đó, nhưng mà không phải lúc nào cũng vậy hết. Ví dụ như những cái đuôi nè, mọi người thấy là ở con thằn lằn nó có đuôi đúng không, con chó nó có đuôi, nhưng mà người với lại con ếch nó đâu có đuôi đâu đúng không, bởi cái giả thuyết của mình không phải lúc nào cũng đúng, được không mọi người ha? Mới mốt mọi người đừng bắt bẻ người ta, tại vì hiện giờ nhìn thấy quan sát được cái gì thì mình giả thuyết như vậy đó, chứ mình mấy triệu năm về trước có khi có mấy con này mình chưa có, mình đâu có thông tin nào lưu lại đâu đúng không. Đó thì tùy theo cái trường hợp mình đặt giả thuyết sao cho nó phù hợp đó. Rồi giờ bây giờ có những đặc tính mà nó nhiều đặc tính hay là ít đặc tính thì nó ảnh hưởng gì đó, thì đây thì cũng nói là mình có nhiều đặc tính thì càng tốt đúng không. Đó thì thí dụ như bây giờ ở đây là tất cả các loại thịt nè mọi người, với lại tàu hũ có gì đó, thì nếu mà bây giờ mình có ba đặc tính này đó thì mọi người thấy được là cái thịt gà thì nó sẽ giống như tàu hũ đó, mọi người nhìn thấy là đây thịt gà thì nó cũng là màu trắng đúng không. Đó nếu mà mình chỉ dựa trên một đặc tính là màu sắc thôi thì bảo đảm là mình không thể nào phân biệt được cái thịt gà với tàu hũ cái gì đó. Thì bây giờ mình dựa trên cái da của nó đúng không, đó thì ở đây mọi người thấy là
Gà thì có da đúng không, nó còn còn hũ thì đôi khi thì nó lúc nào màu trắng có không đó, là mình có thêm cái đặc tính về tiền nữa nó gì đó. Ở Việt Nam mình thịt gà thì đắt đúng không, nhưng mà ở nước ngoài thì thịt gà nó lại rẻ, có nghĩa rẻ còn hơn tàu hũ nữa đó mọi người đó. Mỗi một cái cột này của mình á mọi người, mốt mình học nó sẽ là những cái đặc tính ha, tụi tôi gọi là cái feature đó, hay là ở trong statistics thì người ta gọi là cái independent variable, đó là những cái biến không phụ thuộc đó. Thì mình dùng những cái biến không phụ thuộc này nè để mình có thể predict những cái biến phụ thuộc này đúng không đó, thì có cái nhãn là nhãn gì đó ABCD các kiểu ha đó. Mà bây giờ ở đây nếu mà chỉ có ba cái đặc tính thôi thì nó cũng chưa có đủ nữa ha, mọi người cũng thấy thì mình thêm vào đúng không, mình dựa trên kinh nghiệm mình thêm vào coi nó có chân không đúng không đó, nó có lông không, nó có tóc không, ví dụ vậy đó, để mình giúp cho mình phân biệt được tốt hơn đúng không đó. Thì cái này là một cái đặc tính này, hồi nãy mình nói là về hình thái, bây giờ đôi khi đặc tính của mình nó về trình tự đó, mỗi một cái cột nó là một cái nu đó ở trên cái genome của mình hoặc là ở trên cái gene của mình đó. Thì mình làm cái phân loại thì những con giống nhau thì nó phải có cái gene, những con gần giống nhau thì nó thường nó sẽ có cái gene giống nhau đúng không đó. Mình tìm ví dụ như đây tôi lựa cho cái gene về citochrome 450 ví dụ vậy đó, thì hầu như tất cả các con này đều có hết, và tôi chỉ lựa những cái vùng mà nó có nhiều biến động thôi, tại vì những vùng đó thì bắt đầu những cái đặc tính nó mới thay đổi chứ đúng không. Còn nếu chung chỗ này C đó, ở vị trí cái citochrome ngay vị trí số 1 của cái gene citochrome đó, tất cả các con này đều là C hết thì đâu có giúp tôi phân biệt được đâu đúng không đó. Tôi phải dựa trên những cái vùng mà nó có biến động á để giúp tôi phân biệt được những nhóm này. Ở đây tôi cho là cho ví dụ ha, về những cái đặc tính về hình thái đó, một cái đặc tính về nucleotide ví dụ vậy đó, ví dụ như mọi người thấy chữ bioinformatics nè đó, mình coi nó như là cái trình tự DNA của mình đi đúng không, thì đây có ba con đầu có đúng không, còn con này nó không có chữ B ví dụ vậy đó, còn mấy con sau nó không có chữ bio mà nó chỉ có informatics thôi ví dụ vậy đó, information hay informa gì đó để giúp cho mình có thể phân biệt được. Thì mình lựa những cái chỗ nào đó sau khi mình làm cái việc sắp giống cột đó, để mình lựa ra được những cái chỗ nào mà nó có cái sự thay đổi ha đó, để mình có thể phân biệt được nó đó. Thì ví dụ như trong đây mọi người thấy được là cái chỗ mà nó giúp cho mình phân biệt được đó, đó là những cái chỗ mà nó có sự biến động, nhưng mà đừng có lựa cái nào mà biến động quá, con nào cũng khác con nào hết thì lúc đó mình không biết như thế nào đúng không. Mình phải lựa ít nhất là con hai con đầu này nè nó sẽ gom ba con đầu này, nó có SC nè nó gom lại nhau một nhóm đúng không đó, còn hai con kế tiếp là TC nó gom lại nhau một nhóm cái gì đó, không con cuối cùng cũng TC gom làm lại nhóm đó, rồi những cái nhóm này nó lại gom nhau một nhóm nữa đó, thì lúc đó thì mình mới giúp cho mình phân biệt được nhóm này với nhóm kia ha đó. Thì cái việc mà làm cái multiple sequence alignment này á, thì cái việc đầu tiên của mình đó là cái trình tự mình giải ra nó phải trúng đó, chứ cái trình tự của mình mà nó vô nó không ra gì hết thì cái việc làm alignment thì nó không có ý nghĩa gì hết đúng không đó. Thì á, lúc nào cũng vậy, cái input của mình vào nó tốt thì cái output mình ra mới tốt được đó, chứ còn nếu không nó không được ha đó. Rồi cái bước mà người ta làm multiple sequence alignment đó, thì người ta làm sao? Đối với lại cái cách mà dễ hiểu nhất là mọi người nhìn thấy đây, ví dụ tôi có bốn trình tự đúng không, cách dễ nhất nhất là tôi làm sao, tôi lấy hai cái trình tự tôi so sánh với nhau đúng không, tôi được là S1 với S2 nè, rồi S1 với S3 nè, S1 với S4 nè, tôi mới thử coi coi là cái trình tự nào á đó nó giống nhau nhất đó, cái cặp nào nó giống nhau nhất đó, đó. Rồi bắt đầu nếu mà nó giống nhau nhất tôi gom nó lại, ví dụ như S2 với S4 là giống nhau tôi gom lại thành một nhóm, S1 với S3 giống nhau tôi gom lại một nhóm, và hai cái này nó nối lại với nhau đúng không đó, là cách dễ nhất. Nhưng mà cách mà multiple sequence alignment thì người ta sẽ làm, người ta chia nó ra đó, xong xuôi rồi có gap chỗ này kia đó, xong rồi bắt đầu người ta làm cái alignment có cái gap vô đó, xong xuôi bắt đầu người ta thực hiện cái alignment mà reserve cái gap đó ha. Rồi bây giờ tôi sẽ không giải cái thuật toán đó, cái thuật toán thường thì tôi làm multiple sequence alignment thì tôi làm cái dynamic programming á đó. Đó thì cái lớp cái này nó không phù hợp với cái lớp của mình bởi tôi bỏ qua, tôi chỉ muốn giới thiệu với mọi người cái tool đó mà mình có thể sử dụng để mình làm là được
ha. Nếu mà anh chị em nào mà học thiệt sự á, về lập trình thuật toán á, thì sẽ học cái đó ha. Còn nếu không đây thì mình bỏ qua ha. Mình chỉ học cái tool thôi, người ta đã làm cái tool mà không phải cái tool bây giờ mới có mọi người, ta có cái tool đó là 30 năm về trước rồi ha, chứ không phải bây giờ mới có đâu. Bởi vì mọi người cứ yên tâm là mình không bị thiếu sót gì đâu, mình chỉ cần hiểu là người ta làm vậy dựa trên cái cơ sở nào là được ha. Thì đây có cái tool Crystal nè làm được nè, Muscle cũng làm được nè ha, cái tea coffee cũng làm được đó. Một lát trong cái Crystal ở đây thì mình có cái Omega đó cũng làm được đó. Mọi người có thể làm online được luôn chứ không phải nhất thiết phải phải download về đâu ha đó. Tôi cũng không có phải đi chi tiết hết những cái này. Tôi thì tôi thường ở đó thì tôi hay sử dụng cái Crystal X này để làm cái alignment đó. Nhưng bây giờ thì cái Omega đao về nó tôi thấy nó cũng nhanh đó, nó còn nhanh hơn cả cái Crystal nữa ha. Còn cái Muscle với lại cái này nó cũng tốt nữa mọi người chứ không phải không tốt đâu. Nhưng mà thí dụ như cái tea coffee này nè, thường á thì mình làm cho cái RNA hay là cái protein structure đó, tại vì nó chậm nhưng mà nó cho kết quả rất là chi tiết cho mình ha. Còn bình thường thì nếu mà mình không muốn download về để kẹp lại trên máy á, thì mình chạy trên trang web đi ha. Cái Crystal Omega này nó cũng có cái bản download đi mọi người đó. Nhưng mà thường nếu mình thường làm mà lập trình đồ này kia đồ á thì mình đau hẳn download về mình cài trên máy. Còn nếu mà mình chỉ làm một vài cái thôi cho cái một cái đồ check nào đó thôi thì lên lên cái trang này của EMBL nè đó để mình làm cũng nhanh đó mọi người ha. Rồi bây giờ sau khi mình làm multiple sequence alignment rồi mình ra kết quả đó, giờ đôi khi mình cũng chưa có hài lòng lắm, mình thấy là nó làm tự động đó, đó nó chưa có được ok lắm thì mình phải làm sao đúng không đó. Thì mình phải ngồi mình chỉnh tay lại hoặc là có một cái tool để mình automation cái việc cái chỗ mà mình muốn chỉnh đúng không đó. Ví dụ như giờ mọi người thấy được là nguyên cái chỗ này đó, mọi người nghĩ nó là AC nó đáp vô AC rồi CAA vậy đúng không đó. Mình nghĩ thì nó bị deletion cái trình tự này, ở trong cái trình tự này nó bị deletion cái GCTG đó vậy đó, thì mình insert vào chỗ này hoặc giờ chỗ này đó nó substitution chỗ này và chỗ này nó insertion đó gì đó. Mình nghĩ nó như vậy nhưng mà kết quả nó alignment đó, nó không ra giống như vậy thì mình phải làm sao đúng không đó. Thì lúc đó thì mình lên trên đó mình có cái tool đó, mình ngồi mình edit lại đó, mình kiểm tra lại mình edit lại bằng cái tool ha. Thì thí dụ như đây nguyên cái trình tự này nè, ở đây tự nhiên là tất cả những cái này tại sao S là nhất quyết nó phải nằm ở chỗ D G này đúng không. Cái con S này ví dụ như tôi nghĩ nó nằm ở chỗ E này thì được không đúng không đó. Đôi khi mình nghĩ vậy nhưng mà cái kết quả nó cho khác thì mình thử mình edit còn sao đúng không đó. Cái mà cái tool đầu tiên mà giúp cho mình edit á đó là cái bioedit này. Thực chất ra cái bioedit này nó cũng không có tốt lắm mọi người đó, nhưng mà nó tốt cho những chuyện khác đó. Nhưng mà mình làm cái mình thấy được sau khi alignment xong rồi mình biểu diễn nó ra ở trên cái bioedit này đó, và cái bioedit này nó kết hợp thêm được những cái tool khác để mình có thể phân tích được ha đó. Nhưng mà cái để dùng để mà edit á, ở trong đây á, nó không tốt thế nào ha, nó không tốt thiệt sự là nó không tốt. Thường tụi tôi sẽ dùng cái John View này đó. Cái John View này á, thì mình làm tự động khi mà mình edit cái trình tự này nè đó. Ở trong đây mình có thể làm trực tiếp ở trên cái giao diện luôn, còn cái bioedit kia thì mình phải làm ở trong cái file text file xong rồi mình nhập nó lại mình refresh nó mình mới thấy khoảng này là nó làm trực tiếp bên đây luôn ha. Và nó cho mình cái cây luôn đó, sau khi mà mình edit xong rồi nó vẽ lại cây cho mình đó coi có thay đổi gì hay không ha. Nhưng mà cái này làm manual mọi người, không làm tự động hóa đó. Mấy cái trình tự nhỏ nhỏ hoặc là cái số con trong đây nó cũng tương đối ít thôi thì mình làm được, chứ còn nếu không cũng khó ha. Nhưng mà ít nhất là nó có cho mình edit trực tiếp ở trên cái giao diện luôn, và nó có link với lại cái trình tự 3D structure luôn, để khi mình thay đổi như vậy mình sẽ thấy được là ảnh hưởng tới cấu trúc 3D của mình như thế nào ha. Đó rồi xong rồi á, là cái một cái tool khác là Glog này thì nó làm tự động hóa đó. Dĩ nhiên cái tự động hóa của nó thì nó chỉ làm được những cái chuyện mà nó rõ ràng lắm lắm luôn. Ví dụ như đây tự nhiên có một đống là
Insertion vô đây nè, đóng đây nè, thì mình tự cắt bỏ nó luôn, đúng không? Đó, nếu mà mình nhìn thấy bằng mắt mình không ưng ý, cắt luôn. Đó, thì trong đây thì nó sẽ giúp cho mình remove mấy cái noise rõ ràng giống như chỗ này đi nè. Đó, để là cho mình được những cái lock á, những cái lock nó ghép lại nhau, đó, nó dễ nhìn hơn, đúng không? Nó trực quan hóa hơn. Đó, thì mọi người có thể vô trong cái tool này download về để mình chạy thử coi như thế nào. Đó, như những cái chỗ giống như vậy nè, đó nó không có tốt remove luôn, đó để cho mình làm nó dễ dàng hơn. Đó, dĩ nhiên nó cái này nó rõ ràng đúng không, đó nhưng mà có những cái không rõ ràng thì mình phải làm tay thôi. Đó, thì ngoài ra cái tool Glock này nó cũng có cái server nữa đó, nhưng mà nó lâu lắm mọi người, bữa trước tôi chạy thử thì nó cũng không được nữa đó, nhưng mà thôi kệ, cũng nói lên cho mọi người không biết bây giờ có được hay không, tôi chưa có thử bữa nay ha. Thì mọi người thử bỏ lên đi để nó remove ra những cái chỗ không cần thiết cho mình đó, nhưng mà thường những cái đó nó cũng mình cũng phải kiểm tra lại bằng mắt như mọi người đó cho yên tâm. Thì cái tool của nó thì nó cũng viết rất là thô sơ mọi người đó, cái thường tập thì nó không có giao diện, nhưng mà mình có thể nhập ABCD mình muốn làm vào ha. Thì tôi cũng thấy là có nhiều bài báo cũng đăng làm cái mấy cái tool mà mình làm tự động hóa đó, thì hầu như là cái Glock á là nó có cái số citation là cao nhất đó, ha, nó tới 5.000 mấy lần đó, tại vì nó hiệu quả, nó làm tự động hóa, và tôi thấy tôi thử làm 2 lần rồi thấy rất ok, tôi rất hài lòng với kết quả của nó. Còn vẫn có những cái khác nữa như BMGE hoặc là GMAI ví dụ vậy đó, thì nó cũng ok đó, nhưng mà tôi thấy trong cái kết quả cái này tôi thấy là ok nhất, và người ta sai cũng nhiều ha. Rồi tôi xin hết cái bài bữa nay của tôi hôm nay, cảm ơn mọi người, có ai hỏi gì không mọi người? Alo, Em thầy hỏi đi em. có ba cái công cụ như thế thì có bao giờ mình làm cả ba cái rồi so sánh với nhau không? Có cái bài báo nó so sánh sẵn luôn cho mình rồi đó em. Kiểu ví dụ như cái project của mình ấy, mình dùng thử cả ba công cụ xem cái nào ok thì có bao giờ mình khảo sát như thế không? Tôi thì tôi không làm vậy. Còn nếu không em đôi khi á, thật chất ra là tụi tôi cũng làm, nhưng tụi tôi không biết trong bài báo, không phải đối với cái này, có nghĩa là mấy cái tool khác thì bài informatics á, giống như tụi tôi nói thiệt là tụi tôi cũng khúc data mọi người, có nghĩa là tụi tôi chạy cái tool số 1 thấy kết quả nó không có giống như cái assumption của mình, tụi tôi phải chạy tiếp cái tool số 2 rồi cũng chưa có thấy hài lòng lắm, mình chạy cái tool số 3 có gì đó, rồi xong rồi cái bắt đầu là mình coi coi cái nào nó ra kết quả quả giống như cái giả thuyết của mình đặt ra nhất đó, đặc biệt là tìm cái differential expression ví dụ vậy đó, nó có nhiều tool đó, đôi khi nó ra những kết quả chưa có giống như cái giả thuyết của mình đặt ra thì phải làm vậy. Dạ vâng, em cảm ơn. Rồi có ai hỏi gì nữa không mọi người? Dạ, alo, dạ thầy ơi, thầy nghe được không ạ? Dạ nghe. Dạ, thầy, cái có bao giờ có trường hợp là mình không có dùng cái mình có một cái mình có nhiều đoạn là nãy trong cái multi alignment này là thầy dùng cái vùng conserve đúng không thầy? Mấy cái vùng mà nó bảo tồn đúng không thầy? Dạ, có bao giờ mình dạ, có Nó bao không giờ phải bảo tồn 100% hết em. Ồ, đó. Rồi, em nói tiếp đi. dạ thì có bao giờ là mình không có dùng mình dùng cái vùng mà mình đã biết những vùng conserve nhưng mà mình muốn kiếm cái sự khác biệt thì mình đánh vô cái chỗ mà nó không có. Có bao giờ là mình đi tìm cái mình làm mình không có dùng cái thí dụ như cái biểu đồ màu này là thầy dựa vô cái những hay sắc chống cột những cái vùng mà màu giống nhau á thầy, có bao giờ mình sẽ tận dụng mấy cái vùng mà nó gạch gạch không thầy? Dạ ý ý em nói là vậy. Có em, có em, có. Thật chất là tụi tôi làm 16S V3 V4, tụi tôi đâu có lấy cái vùng cursor đâu. Cái vùng cursor đó tụi tôi thiết kế primer thôi. Em hiểu không? Đó. Chứ thật chất thì tụi tôi giải là giải cái vùng biến động á. Tại vì mình muốn phân loại tụi nó, hồi nãy nó đây cũng có nói nè. Đó, mình muốn sử dụng cái data để mình phân loại. Đó. Tụi nó mà bây giờ nó giống như hết trơn, đâu có giúp cho mình phân biệt được cái gì đâu. Đúng không? Ví dụ như đây là tôi chỉ muốn giống một số con nó giống thôi, nhưng một số con giống chỗ này nhưng mà khác chỗ kia, ví dụ như nó giống chỗ này ở ba cái SC này đúng không, đó là ba con đầu,
đó, còn hai con dưới đây nữa TC nó phải khác để tôi phân được cái nhóm này ra một bên đó. Còn cái nhóm này thì nó là bốn cái đứa đầu nó giống nhau hết để tôi phân nó ra so với lại bốn cái đứa sau này, hiểu không? Đó mình phải tìm cái vùng đó nó không có concern 100% nhưng mà nó không phải biến động 100%. Dạ, em cảm ơn thầy. Vì em cứ nghĩ là cái vùng giống như cái hình thầy đang để thầy, cái vùng gạch gạch đó thầy, là nó sẽ không, dạ nó sẽ giống như là nó không có tính vô nhóm, nhưng mà như thầy nói là nó sẽ gộp lại một nhóm khác đúng không thầy? Dạ. Đúng rồi, có nghĩa là mới ban đầu là chưa gì thấy là tôi sẽ sử dụng cái này để làm cái feature đầu tiên nè. Đó, cái đặc tính đầu tiên đó là cái BG này, nó sẽ giúp cho tôi phân biệt là cái nhóm biết có BG với lại không có bị deletion cái BG này, đúng không? Đó, xong xuôi đổi trong đây là có những cái nhóm là có SC và cái nhóm nó có TC, ví dụ như vậy đó, được không em ha? Dạ, em cảm ơn thầy. Thì cái này Dạ nó em cảm coi ơn. như là một cái đặc tính hình thái gì đó. Đòi hỏi đi em. Dạ vâng. Em thưa thầy, thầy cho em câu hỏi là nếu mà có thuật toán để multiple sequence alignment á, thì thầy bảo là có thuật toán dynamic, thì không biết là nếu mà khóa sau thì thầy sẽ dạy ở khóa nào thầy nhỉ? Dạ. Vâng, với lại câu hỏi thứ hai của em là ví dụ như là mình check lại bằng mắt ấy, sau khi mà multiple sequence alignment thì không biết là có thể có những cái chỉ số mình thể có thể nhìn vào chỉ số đấy để mình dễ check hơn đúng không thầy? Dạ Có em xin hết ạ. thứ Dạ. nhất Dạ. là dạy cái lớp sau á, tôi dạy cái lớp đó không ai học với Dr. Dạ vâng. Dũng. Những cái gì mà tôi dạy sau thì sẽ không ai học hết đó, khổ vậy đó mọi người đó. Tôi từng dạy cái lớp machine learning mà mọi người coi thử đi, trển đó học nó rụng thấy thương luôn á, dốt cuộc chỉ còn có một hai người học thôi đó. Cái nào mình dạy sau thì là đại chúng nó lại không học đó, khổ gì đó mọi người. Thì chừng Dạ. nào ai mà đi 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 làm đề tài á, thì học mấy cái đó thôi đó, chứ giống như đề tài mà chuyên về ban phân tích phát triển một cái thuật toán ví dụ vậy đó thì học, chứ còn bình thường thì học để làm gì, có không? Đó, mình đâu có đi để đánh đố người khác mấy cái đó đi làm gì đâu, đúng không? Tại vì người ta cần có một cái tool để làm ra cái liên liên quan tới cái sinh học đó, ý nghĩa của sinh học nó quan trọng hơn đó. Ở đây thì chắc là tôi nghĩ là khó lòng nào mà tìm người muốn học về chuyên về thuật toán để làm. Rồi, còn cái việc mà em hỏi cái phần thứ hai của em là gì vậy, bác sĩ Em Dũng? thưa thầy là cái phần mà mình check lại cái multiple sequence alignment ấy, thì em chỉ thấy thầy là dạy là chỉ check bằng mắt thôi ạ. Thì em cũng đang thắc mắc là ví dụ không có một cái chỉ số ví dụ trên bao nhiêu đấy thì cái multiple sequence alignment đấy kết quả là tốt. Thì không biết là có không ạ? Có nghĩa là nếu mà em vẫn dự sử dụng trên thuật toán multiple sequence alignment đó, thì cái việc mà alignment nó ra được cái này nè là nó đã là nhiều điểm nhất rồi theo cái score mà tôi tính ở trong cái thuật toán đó. Đó, bởi vậy là mình sẽ không dựa trên cái đó mà mình dựa trên cái kiến thức về sinh hóa của mình. Ví dụ như là cái V với lại cái Y này nó có thể thay đổi cho nhau được, ví dụ như vậy đó, thì mình để đó giống như tôi quay lại cái chỗ ví dụ như là mình thuật toán thì mình biết được là cái S này đó là cái serine này đúng không, là nó kỵ nước ví dụ vậy đó, thì nó không thể nào mà nó alignment vô trong cái G cái D này được đúng không, hai cái này là nó không kỵ nước ví dụ vậy đó, hoặc là hai cái này nó tích điện âm còn cái này tích điện dương, không thể nào mình cho nó vô đây được. Mình biết được cái bên đây nè đó là nó là tích điện âm ví dụ như vậy, thì mình kéo nó qua, nó phải dựa trên những kiến thức sinh học của mình đúng không, hoặc là dựa trên cái cấu trúc của nó. Ví dụ như đây mình biết được là nó có cái ligand ở đây mà cái đó thì nó phải nằm kế cái ligand hay sao đó đó, có nghĩa là mình có cái cấu trúc của một cái trình tự khác đó, thì cái trình tự đó mình dựa trên cái alignment thì cái đó nó phải nằm kế cái đó như vậy, được không em? Có nghĩa là phải dựa trên cái những cái kiến thức mà cái alignment nó không có thì được. À, chứ không có đâu có sẵn hết tới từng tập cho mình hết. Kiến thức thì sinh học sinh hóa thì mình phải tự trang bị chứ. À, ở trong thuật toán nó không bao gồm trọng. Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ. Bởi vì lý do tại sao là có nhiều cái đây cái chat GPT hay Gemini thì nó không có làm được, đúng không? Tại vì nó cần một cái lượng kiến thức đó chuyên ngành.
Nhìn. Rồi có ai hỏi gì nữa không mọi người? Dạ thầy ơi, cho em hỏi à. Hỏi đi em. À, khi mình làm alignment xong rồi mình xóa mấy cái vùng gạch gạch ở đây rồi mình vẽ cái cây phát sinh lòi ấy, thì cái khoảng cách giữa mấy cây sequence nó có khác nhau khi mà mình không có xóa mấy cái vùng gạch đó không thầy? Có khác nhau nhiều luôn á. Vậy cái ý nghĩa của khi mình xóa mấy vùng đó khi mình không xóa để mình vẽ cái cây nó như thế nào vậy thầy? Có nghĩa là mình sẽ có một cái outlier, ví dụ như cái hình này nè đó, nếu mình bỏ vào á tự nhiên cái điểm của mình, tôi nói ví dụ là nó chạy từ 0 cho tới 100 đúng không, tự nhiên có cái đứa này vào á, mình normalize lại cái điểm của mình tăng lên từ 370 là nó làm ảnh hưởng scale của tất cả toàn bộ cái này luôn, bởi cái việc bỏ đi những cái outlier đứa này nè, đây nè, bỏ trình tự chỗ này nè, nó giúp cho mình cái alignment của mình nó tốt hơn. Dạ, yeah, em cảm ơn thầy. Ai hỏi gì nữa không mọi người? Dạ thầy ơi, ở trong một chat có bạn Minh hỏi thầy là thầy ơi cho em hỏi lúc mà các giống hàng các sequence ra ấy ạ, thì làm sao để biết là sẽ giống những trình tự chỉ có ở sequence A với các gap của sequence B hoặc C như thế nào vậy ạ? À dạ thầy ơi, em hỏi câu đó nhưng mà nãy thầy trả lời rồi nên là không cần phải trả lời lại câu đó rồi. Em cảm ơn. Ok, rồi Dạ, cảm với ơn lại em. một câu hỏi từ bạn Văn Đức Ngô bên YouTube là dạ thầy ơi cho em hỏi là khi mình multiple sequence alignment thì nếu như chỉ có 21 sequence thì chỉ có từ 2 tới 5 sequence nó bị từ 1 tới 2 khoảng trống trên đó thì mình cần có phải delete không ạ? Không cần đâu em. Nếu mà nó không sinh ra một cái gì đó mà nó quá độc lạ thì không cần đâu ha. Nếu mà chỉ có một hai nô thì nó không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng mà mấy cái này thực chất là tụi tôi sẽ giữ lại đó, nó là một cái deletion thiệt sự. Đôi khi chẳng hạn như nó có insertion gì nè, có nghĩa là cái này nó bị diversion sau đó quá dữ. Rồi có ai hỏi gì nữa không? Tôi nói không phải là chân lý hết nha mọi người. Tôi làm kinh nghiệm của tôi thấy như thế nào thì tôi nói với mọi người như vậy ha. Giống như trong cái cuộc tranh cãi của một cái chỗ nào đó đó, mọi người lấy những cái gì kinh nghiệm của tôi đi nói với người ta đó thì nó không có fair cho tôi ha. Thứ nhất tôi không biết cái scenario của người ta đang nói gì hết đúng không, đó mình đang nói trong một cái ngữ cảnh nó tha khác với cái ngữ cảnh mà đang tranh luận ở một cái diễn đàn khác ha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái đó là hoàn toàn là kinh nghiệm của tôi làm đó, chứ nó không có sách vở, nó không có gì hết, nó không có gọi là một cái toán học gì hết để chứng minh cho chuyện đó được không mọi người ha. Đó. Nếu mọi người đây xây sở thấy giống như tôi nói không trúng thì mình thử xây sở cách khác coi như thế nào đó, tôi cũng phải làm như vậy chứ cũng không cách nào khác hết ha. Nói thiệt là tụi tôi cách đây 12 năm về trước rồi đó mọi người, là 2012 đó, là thì tôi có thử đưa một cái data, ông thầy của tôi đưa một cái data đó cho tôi phân tích với lại cho một người khác trong lab phân tích, tụi tôi ra kết quả khác nhau hết trơn này, nói thiệt đó, hai người bioinformatician phân tích một cùng một cái data cũng ra kết quả khác nhau, tại đôi khi tụi tôi sử dụng cái tool khác nhau đúng không, tụi tôi diễn giải kết quả khác nhau đó, nó phải phụ thuộc vào cái kiến thức của mọi người nữa, đó là lý do mà tại sao cái ngành của mình đây nó ít người học nó là vậy. Tại vì đôi khi người ta lập trình giỏi nhưng mà ta không thích sinh học đúng không, chứ không phải là người ta làm được, người ta không thích nó vậy, nên ta thích mấy cái nào nó đơn giản như là banking hay là mấy cái nó không cần phải có nhiều cái kiến thức sinh học đó. Rồi nếu không ai hỏi gì nữa thì cảm ơn mọi người. Thầy ơi, em Cái hỏi bạn sorry thầy xin hỏi đi lỗi em. thầy. Dạ, bạn thầy em muốn hỏi cái thứ nhất đó là cái giữa cái concern chứ cái noisy này á, là ý của thầy là do là nó xuất hiện làm cho cái alignment của mình nó bị ngủ hay là cái noisy này là kiểu như là tín hiệu tại vì thường ví dụ như mình giữ trình tự hay cái gì đó thì mình sẽ bị những cái tín hiệu ngủ do cái thức của nó giải nó không tốt đó. Đó Nó là câu cả hỏi hai luôn một. đó em. Ừ. À. Để tôi trả lời luôn chứ nó không đáp tôi quên. Dạ. Nó cả hai luôn em, có nghĩa là noise này á là do thí dụ như trong cái mà người ta làm cái alignment
gọi là làm cái sequencing á đó. Đó, người ta làm sequencing không tốt đó, hoặc là người ta giải trình tự DNA xong xuôi người ta dịch thành cái amino acid trình tự đầu tiên đó, trình tự peptide đó, đó nó không tốt nó gì đó, hoặc là người ta để vào trình tự nó dư đó gì đó. Rồi nó cũng có cái noise nãy giống như em nói kia luôn ha. Cái noise này là có nghĩa là nó có thiệt nhưng mà trong đây á, nó không có giúp cho mình có thể phân biệt cái nhóm đó, tại vì có cái nhóm này nó khác biệt quá đó, làm cho cái ý nghĩa của cái việc tính toán thì nó không trúng nữa. Tại vì cái lúc ban đầu người ta nghĩ tới cái thuật toán này đó là người ta nghĩ là nó khác nhau ít thôi. Lúc ban đầu á, nguồn gốc của thuật toán thì khác nhau ít thôi, chứ không phải cho cái trình tự khác nhau, rất là hoàn toàn khác nhau. Đó, tự nhiên hổng nhiên ở đâu mà có một cái insert to giống như vậy vào. Được không em? À, nó có cả hai luôn đó em. Ừ. Rồi, tiếp tục Vậy em. cái ý của em muốn hỏi là, thí dụ như trong trường hợp mà nó là có một cái insert hoặc là làm, tức là nói như thầy, tức là có khả năng là nó tự nhiên nó có cái này lên, thì có khả năng là nó là sai hoặc là do giải trình tự gì đó. Nhưng mà ví dụ như trong trường hợp là riêng cái con này nó là do mình nó bị đột biến hay cái gì không mà nó bị insert một cái đoạn này vô, thì khi mà mình có nó ra thì ví dụ thay vì nếu mà có đoạn này đi thì cái alignment của nó với lại những cái con khác thì nó khác nhau á, thì có thể là khi mình rạch cái tay phân loại thì mình nó sẽ có thể là bị ra là một lỗi, thì có thể là nó làm, tức là khi mà mình bỏ đi mình có bị bias này, tức là hơi bị theo như cái chủ quan của mình, tức là mình sẽ phải thêm tài liệu này nọ để mình coi cái con này nó có gần gũi hay gì đó, mà mình cân nhắc cái chuyện mà có cái phần này không. Đúng rồi đó em, có nghĩa là cái điều quan trọng ở đây là cái mục tiêu của mình là giúp cho mình phân biệt được, đúng không? Bây giờ nó có không có cái insert này bự như vậy nó vẫn giúp cho mình phân biệt được, thì mình bỏ nó đi để cho đỡ phải nhiễu data. Tự nhiên ở đây người ta đang khác nhau, đúng không? Giữa nhóm này nhóm kia người ta khác nhau 3 điểm nó gì đó. Giữa lớp thí dụ trung bình của lớp 5A nó nghĩa điểm toán nó là 9 điểm, còn lớp 5B thì điểm toán nó cỡ 6 điểm, khác nhau 3 điểm. Tự nhiên có khác nhau đứa 9 điểm, đứa 1 điểm à. Thì nó làm cho cái kết quả của mình á, nó bị méo méo mó. Đó, nhưng mà bây giờ mình bỏ nó đi, đúng không? Thì mình còn vẫn còn là 9 điểm với lại 6 điểm. Đó thì nó vẫn giúp cho mình phân biệt được. Em hiểu không, Trang? Có gì đó. Nó không có làm mất đi thông tin gì hết mà nó không làm méo mó đi những cái điểm của nó. Thì đâu có sao đâu em. Em hiểu không? Là Ừ. mình chỉ cân nhắc cái vấn đề đó để mình xem thử coi nó có cải thiện tay trừ khi nào nếu mà cái tay của mình nó có vấn đề gì đó, hay là khi mà mình làm dữ liệu là mình phải check mấy cái này để mà mình nên lại bỏ luôn mình ra được cái tay mà theo như là thông Đúng rồi, số đúng rồi, nó hoàn chính chỉnh như xác. Đúng rồi, chính xác em, có nghĩa là lúc nào mình cũng phải check hết chưa? Ừ. Đó, nhưng mà em cứ yên tâm đi, em làm ở trong cái nghề này thì em nhìn vô cái là em biết nó trúng, em trúng liền. Mấy con nào gần con nào ở trong cái nghề của em nhìn cái là em biết. Đó, bởi vì mấy cái việc mà nó insert vào một đống vậy là em biết sai chắc rồi đó. Được không em? Ha, đó. Dạ. Ừ. Em cảm ơn thầy. Rồi, có ai hỏi gì nữa không mọi người? Dạ, có bạn Nguyễn Văn Tuấn hỏi thầy là, dạ thưa thầy, khi nào mình lựa chọn root hay non-root để xây dựng phyllo synthetic tree và làm thế nào để chọn out-root cho phù hợp ạ? À? Em cảm ơn thầy. Cái đó hoàn toàn kinh nghiệm luôn á, em ơi. Cái group hay không group, mình làm trong cái nghề đó mình biết được là chắc chắn cái con đó nó là tổ tiên, đúng không? Ví dụ như dễ dàng như ở mấy cái loài mà mình biết, ví dụ vậy đó, đúng không? Đó, kinh nghiệm mình biết được là con chuột hay là mấy con nào nó là nó con bướm, đúng không? Đó, nó phải trước con người mình. Đó, mình biết được cái nhóm đó giống vậy rồi thì mình chắc chắn là nó có group. Nói vậy đó. Còn vi khuẩn hay là nãy kia thì phải kinh nghiệm, ai làm chuyên ngành nào thì phải biết cái đó, đúng không? Đó thì cái nào mình biết chắc là nó xuất phát từ cái con đó cái gì đó để đi ra những cái con khác cái gì đó thì mình chọn rút đó. Còn nếu mình không biết gì hết thì mình chọn đừng có chọn rút đó. Lúc mà người ta phản biện, người ta hỏi mình không biết thì mình dở, đúng không? Đó
Mà đối với tôi thì cái group nó cũng không có thêm cái informative gì nhiều lắm đâu mọi người. À, đó. Và nó tạo thêm cho người ta phản biện cho mình khó thôi. Đó, reviewer nó sẽ hỏi mình cụ thể cái đó luôn. Tôi biết được em hỏi cái đó chắc chắn là nó có cái lý của nó. À, cái phần thứ nhất là có group hay không group, và phần thứ hai là gì vậy? Kim. À, phần phần đầu tiên là cái root hay non root đó thầy, còn phần thứ hai mới Đúng là rồi. làm thế nào để chọn out group cho phù hợp. À, chọn cái out group cho phù hợp thì cái đó cũng là kinh nghiệm đúng không? Mình biết có cái con đó là chắc chắn là nó không có liên quan tới mấy con này hết, hoặc là nó có liên quan tới một nhóm này đó mà không liên quan tới một nhóm kia. Nó vậy đó thì mình chọn sao cho cái cũng phải là có expertise của cái đó. Được không ha? Chứ bây giờ mình đang làm con Ecolite thì mình chọn con Salmonella làm out group là mình biết nó rồi, ví dụ vậy nó không có liên quan. Cái gì đó chứ đừng có tội tình mà đang làm Ecolite thì chọn một con Ecolite nữa để làm out group thì tội quá. Được không ha? Có nghĩa là mình phải làm cái literature review trước đó, coi cái out group nào nó phù hợp nó gì đó. Giống như giờ chọn mình đang so sánh giữa lớp 5A với lớp 5B ví dụ vậy đó, thì mình chọn out group là lớp 4 đi đúng không, lớp 41 đi đó, vậy đó mình biết nó nhỏ hơn mấy đứa kia rồi. Ví dụ mình so sánh về chiều cao ví dụ vậy đó, thì mình chọn cái out group mình biết là nó khác đó, để nó giống là đó chứng dương hoặc đó chứng âm gì đó, thì mình phải hiểu nó, mình phải biết nó trước đó. Chứ giờ đi chọn lớp 53 thôi chết rồi, lớp 53, lớp 52 với lớp 51 thì tụi nó nếu mà lấy chiều cao để vẽ cây phân loại thì tụi nó như nhau chứ mấy, phải không đó. Dĩ nhiên đừng có chọn cái con mà nó khác nhau quá, chọn lớp 4 hoặc lớp 6 đó, đừng có chọn lớp 12 được chưa ha. Nó chọn lớp 12 nó xa quá thì nó không thấy được sự khác biệt của hai cái nhóm kia đó. Mình làm mình cũng làm cho nó có nghĩa mình làm phải thông minh đó, mình phải hiểu nó vậy đó. Chứ bây giờ nó lớp 5 nó cao 1m2, 1m3, còn cái kia nó cao tới 1m7, 1m8 rồi lớp 12 thì tụi nó khác nhau quá đúng không. Mình làm out group thì làm sao được đó. Rồi có ai hỏi gì nữa không mọi người? Rồi không có gì nữa thì cảm ơn mọi người nhiều. Sorry mọi người lúc nào tôi cũng trễ hết trơn.